Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Vô Lượng Thánh Na Hiền Lạc Văn Triết Chung Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Đương Hội Đạo Tràng Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Tác Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan Phật tốt lạ lùng hào quang soi sáng khắp cùng mười phương từ bi uy đức khôn lường ra đời cứu độ sáu đường chúng sanh được thầy tướng lại nghe danh cùng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu Thế Tôn đủ pháp nhiệm màu làm cho nhân loại cúi đầu quy y. Chi tâm đành lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chi tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giao Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đành lễ Nam Mô
Đông Phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quán Vương Phật, Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Cửu Thoát Bồ Tát, Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cành dương nước pháp rưỡi ba ngàn quán âm cam lộ cứu trần gian, trời người trong sạch vào pháp giới, lửa đó làm nên đó sen vàng. Nam mô Thành Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thành Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thành Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Đà La Ni của tâm Đại Bi Vô Ngại, con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện theo Bồ Tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm Đại Bi, con xin quy y vời đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn, vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng, con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, thần chú rất là thủ thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần, thật là linh nghiệm, vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi. Hai tùng thần chú như sao cuối sinh, đằng sáng trôi đằng có trí tuệ sang trôi, đằng siêu thoát thế gian bậc sư tử vương, bậc Bồ Tát vĩ đại, xin Ngài ai ức niệm chớ ngôn, trì tụng chớ ngôn, làm cho chớn ngôn linh nghiệm, đấng tòi thắng hợi, đấng tòi thắng, xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm, đấng đại tự tại, xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại, xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại, đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cao, đấng có thân hình không ô nhiễm, mai đến xin Ngài xuất hiện, đấng tự tại trong đời, xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngũ si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm mô, đấng sư tử vương, xin Ngài xuất hiện, tiến lên nại tiến lên, đấng giác ngộ, xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ, đấng có đầy đủ lòng từ chúng con muốn được thấy Ngài lại Ngài, xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu, bậc thành tựu đệ nhất, xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng,
đơn thành tử vĩ đại. Người mặc giáp đen mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ. Mọi người tay cầm tích trượng chiến đấu, và cũng chiến thắng. Bên tả thì có mạnh thu, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui hạnh phúc, con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát Quan Âm. Tất cả ước mơ đều được thành tựu, thật linh nghiệm tận chú, thật linh nghiệm thần châu của đấng toàn năng, thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiêu tai kiết tường thần chú, con xin quy mang đánh lễ chư Phật. Nói pháp thanh tịnh vi diệu này hư không, hại uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai này sức nông. Hãy phan hòa phát hóa tiêu đốt tất cả hỏa tai, đốt sạch tai hỏa này tịnh tu. Hay xuất hiện để tiêu trừ hỏa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng an lành, thật an lành. Nam mô Tiêu Tài Gia Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Gia Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Gia Kiết Tường Bồ Tát Ma Tát. Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn, khói thơm ngào khắp trần gian. Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh, mười phương chư Phật hiện thân vàng. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Thế Tôn, quy mạng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh dược sư trên đền bốn ơn nặng. Dưới cơ khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, khi mạng báo thân này sanh vào các tịnh độ. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật Châu Du Gia Hoa đến thành Quảng Nghiêm.
với cây tiếng nhạc cũng với tám ngàn tỳ kheo, ba vạn sáu ngàn Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long, người với quỷ thần Bà La Môn, cư sĩ quốc vương đại thần cung kính. Thịnh Phật thuyết pháp bấy giờ, văn thù Bồ Tát nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay hướng Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin nói rõ danh hiệu bốn nguyện công đức thù thắng của các đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Đức Phật liền bảo: hay thay, hay thay, văn thù sư lợi ông muốn ta nói danh hiệu bồn nguyện công đức chư Phật, cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình an trong đời. Tượng pháp ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Văn thù sư lợi Bồ Tát bạch rằng: chúng con muốn nghe, cuối xin Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo: này văn thù sư lợi, từ đây hướng đến phương đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người tôn kính vì ngài biết rõ thật tương các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vừa khó khăn, làm thấy trời người là bậc tôn quý. Khi còn tu hành Bồ Tát có phát mười hai đại nguyện, khiến cho hữu tình cầu chi được nay. Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh đủ tướng trượng phu, xuyên tô lục độ rời biển trần khổ vào chốn niết bàn. Thứ hai, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Các chúng hữu tình ở nơi tâm tôi cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mà nguyện. Thứ ba, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, dùng trí phương tiền dạy chúng hữu tình, khiến tinh lẫn nhau làm cho dân giàu nước mạnh. Thứ tư, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo, nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Thứ năm, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tu tịnh giới. Nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình thân hình hèn hạ không đủ sáu căn xấu xí khờ khào, tai điếc mắt mù nói năng ngọng liệu, tai chân tật nguyện là khối điên cuồng chịu nhiều khổ não, nghe được danh ta liền được
khỏi bệnh thân hình, đoan chánh tri huệ sang suốt. Thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ, nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân, tâm thanh tịnh quyến thuộc xâm vầy. Thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình mang thân phụ nữ, chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi, nghe được danh ta thần tâm thanh tịnh đủ tướng trường phu, tiến đến vô thượng bồ đề. Thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình xa vào lưỡi ma, ta giáo ràng buộc ta dùng phương tiện khai thị cho họ, khiến khỏi đường mê tu hành, bồ tát chứng quả vô thượng bồ đề. Thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm, chịu nhiều đau khổ, nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Nguyện thứ 11 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng đói khát, vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh ta chuyên lòng bỏ trì, thì ta khiến họ có đủ vật thực hòa giải pháp Phật, khiến cho họ được vô thượng bồ đề. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt nông lạnh giái, dầu nghe được danh ta chuyên lòng bỏ trì, thì ta khiến họ có đủ đồ dùng, y phục tốt đẹp của bao dư thừa. Lại này văn thù sư lợi công đức của Phật, dược sư không thể nghĩ bàn, vì thế các công nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tình của Phật. Dược sư vì cõi Phật ngay đất bằng lưu ly cây bao thẳng hàng, cũng như tình đồ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh Bồ Sư, dưới sự hướng dẫn của hai Bồ Tát Nhật Quang Biên Chiếu, Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đại sĩ trở tuyên chánh pháp của Phật. Dược sư văn thù sư lại ở thế giới này, lại có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bọn sen thiếu hẳn đức tin, không ưa bố thí tham lam ích kỷ cướp đoạt của người. Sau khi qua đời sanh làm ngạ quỷ, đói khát khổ sở nhớ niệm danh hiệu của Phật. Dược sư sanh lại làm người, nhờ công đức ấy nhớ khổ ngạ quỷ, nên hành bổ thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn. Tu Bồ Tát Pháp lại nữa trong đời ngũ trượt, có kẻ phá giới làm mất chanh kiên, khen mình chê người tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma khi chết lại xa ác đạo. Nếu nghe danh hiệu của Phật, dược sư liền khỏi đường mê, bờ giảng quay về xuất gia học đạo, kính thờ tam bảo học rộng, nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu, chống lên bờ gia cỡ trường hợp khác. Nếu bị kẻ ác nhờ cậy quý thần, hoặc là phù thị im đối trù eo, khổ sở vô cùng. Nếu tụng dược sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành, hòa phát lòng thành quy y tam bảo. Nếu có Phật tử tu theo tình độ pháp môn, nhưng chưa quyết tâm
Đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật, Dược Sư Phật thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đài Thế Bồ Tát, Vô Tận Y Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến nào thất bảo xanh trong sen bao của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước tối trời khi hết sanh lại nhân gian. Làm chuyển luân vương được người tôn kính, bốn phương yên tĩnh không có ác mà khuyên hoa, mọi nhà xuyên tu thập thiện ba nghiệp thanh tình đủ tướng trưởng thu lại. Này Văn Thù Sư Lợi, sau khi thành đạo đức Phật Dược Sư, phát tâm đại từ liền vào chánh định hóa Phật trên đỉnh thuyết Đà La Ni thần chú tiêu tai, khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bên ngoài ác. Nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sau gặp bệnh nan y nên trì chú này, vào ban nước sạch không có vi trùng cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh. Bồ Tát đa hạnh làm thuốc cứu người phước nhiều vô lượng, yên đời được người kính trọng chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu sẽ thành vô thượng chánh giác. Bây giờ Văn Thù Bồ Tát xin Phật truyền bá kinh này, giải ách trừ tai cứu đời mở đạo đức Phật lại. Bao nhiêu có người nào cúng dường cầu phước thì trước phải tạo bãi tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao, rải hoa dân hương đốt đèn tục màn, giữ tâm thanh tịnh không giận không buồn, thương xót chúng sanh khởi tâm cứu hộ, luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng suy tư giải. Người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn, nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy, quan lại hành hình dưới biển cá kình trên non hồ, giữ sư tử độc xà giặc giả khắp nơi, hết đường chạy thoát nhờ có căn lành đợi trước, nên nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú nhiếp niệm thọ trì tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có Phật tử lão phàm cấm giới sợ đó tam đồ kính trọng tôn thờ Dược Sư lưu ly quán vương Như Lai, nhờ công đức này khỏi đường sanh tử. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan tưởng chừng phải chết, nhờ phước đời trước nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư lưu ly quang vương Như Lai, liền hết khổ đau hạ sanh mau lè. Mẹ con bình an, Phật hỏi A Nan có tin việc ngay. A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng: mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai. Những chúng đời sao tánh hay tự cao, không tin lời Phật sẽ bị đó lạc ở chốn tam đồ. Bây giờ trong chúng hỏi này, có một Bồ Tát tên là Cư Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ những người đau khổ bệnh nặng ốm gầy, bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không khỏi lại thấy sư giả Diêm Ma, sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử, nếu có Phật tử vì người bệnh này rước đủ bãi thầy treo phan tục mạng, hết lòng cầu nguyện Đức Dược Sư lưu ly quang vương Như Lai thần thức người này,
có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ti, cho nên từ đây siêng năng tu phước dấu sanh trong đời ngũ trược mà vẫn an lành. Bây giờ A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phan, làm sao giải oan cho người đã chết. Cơ Phật Bồ Tát bạch Đức A Nan, ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an, tất cả người thân phải giữ tám phần trai giới, mở kho bồ thi cúng dường chúng tăng, lập đàn treo phan tục mạng trước bái hình tượng của Phật Dược Sư. 49 ngày đêm đốt đèn bổn mạng chư tăng, cầu nguyện lễ Phật Dược Sư giải ách trừ tai thần chú, làm đủ việc ngay bên khổ tiêu trừ. Bây giờ A Nan nói màng đã hết, làm sao không chết mà được sống thêm. Cư thân Bồ Tát thưa liền Thế Tôn, có dạy chính lời hoành hồn, cho nên ta khuyên làm phan và đèn tục màng để khỏi tai nạn được sống lâu dài. Chính thứ hoành này thật chưa hết số, nhưng vì quá khổ nên phải chết oan. Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy sao bị ác tu. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tam, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết oan, nên làm quạnh tử lại nữa. A Nan, ở trên thế gian thường làm việc ác, Diêm Vương xử phạt nên giam tuổi đời. Ta khuyên các người vọng sanh tu phước để được thỏa mãn lâu dài. Bây giờ trong chúng hội này 12 dược so đại tướng cùng với thần binh, tất cả phát tâm quy tam bảo và miễn quỳ đạo cứu giúp người đời. Bất cứ nơi nào kinh này lưu bố, quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Và trong lúc ấy dùng chỉ năm màu gút tên ta vào trì tụng trừ tai tận chú, ước quyền đầy đủ mới tháo dây ra. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La Đại Tướng, Phạt Diệt La Đại Tướng, Bề Suy La Đại Tướng, An Đế La Đại Tướng, Ác Đế La Đại Tướng, Sang Đế La Đại Tướng, Nhân Đạt La Đại Tướng, Ba Di La Đại Tướng, Ma Hổ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại Tướng, Chiêu Độ La Đại Tướng, Tỳ Hiện La Đại Tướng, Thường Ở Ta Bà, Đức Phật Tích Ca liền khen 12 dược so đại tướng cùng với thần binh cứu khổ độ sinh. Đền ơn chư Phật Ca Nan lại bạch kinh gọi tên gì, làm sao thọ trì. Xin Phật chỉ bảo Thế Tôn dạy rõ kinh gọi dược sơ lưu ly hoàng vương Như Lai bổn nguyện công đức ngài thập nhị thần tưởng nhiêu ít hữu tình kết quyền thần chú cúng gọi ba trừ nhất thiết nghiệp chướng mà thọ trì. Phật nói lời này, chư đại Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long tất cả thế gian đại đức A Nan 8000 thánh tăng đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Dược sư quan đảnh cho ngôn Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sa Xà Lũ Rô Thích Lư Lê Bác Lần Bạn Ra Xà Giả Đác Tha Yến Đa Giả Rạc Đế Tam Miêu Tam Bột Đại Giả Đác Điệt Tăng Bệ Sắc Thầy
Bệ sanh thề bệ sắc xã tam môn nguyện đế tu a nam mô bàn già bán đề bệ sanh xà lũ rô đến lưu ly bát lạc bàn ra xà gia đáng tha yết đà già ra hát đế tam hiệu tam bột đại gia đắc điệt khang an bề sanh thề bề sanh thề bề sanh xà tam môn nguyện đế tố a nam mô bát già vạn đế bề sanh xà lũ rô thính lưu ly bát lần bàn ra xà giả đắc thai yến đa giả ra hằng đế tam biểu tam bồ tát giả đắc điệt tha an bề sanh thề bề sanh thề bề sanh xà tam môn nguyện đế tố dài kiết dài kiết dài oan kiết nghiệp chướng bao đời đều dài hết rửa sạch lòng trần pháp tâm thành kinh đối trước Phật đài cầu xin giải kiết dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai duyên thọ dược sư Phật tùy tâm an nguyện dược sư Phật giải kiết giải kiết giải oan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đối trước Phật đài cầu xin giải kiết dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai duyên thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiết giải kiết giải oan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đôi trước Phật đài cầu xin giải kiết dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai duyên thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát mười hai thần tướng đại dược xoa trợ tiên chánh pháp tại ta bà thiên long bát bộ đều tùy hỷ tà ma ngoại đạo phải tránh xa nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma nguyện ngài ăn lành đêm ăn lành đêm ngày sáu thời đều ăn lành xin nguyện từ bi thường gia hộ lành
đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành. Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ, Nam Mô Tiểu Tại Gia Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Tiểu Tại Gia Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Tiểu Tại Gia Kiết Tường Bồ Tát Ma Tát. Phụng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hội hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tâm vạn vô lượng quang Phật xá, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liều, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tình độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập mơ nhất thiết, ngà đẳng giữ chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Nam Mô Dược Sư Hồi Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Kinh nguyện Phật Dược Sư Giáng Phước Đức Di Lặc Ban Vui, Văn Thù Khai Cơ Quán Âm Thường Cứu Khổ. Vâng lời Phật Tổ, con mở hội dược sư cầu mười hai dược xoa thần tương pháp tâm từ. Xin cô thoát Bồ Tát thường gia hộ, khiến mọi người hết khổ, cho quyến thuộc bình an. Nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc. Từ quy Phật sanh, thế theo đạo cả phát cả lòng vô thường. Từ quy
pha xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng tri huệ như biển từ quê tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng tất cả không